Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tầng 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 cho toàn thế bang Hoa Kỳ và Canada. Số ngôn viên Tuyết Nha và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Như thường lệ sau đây chúng tôi xin mời quý khán thính giả cùng đến với phần điểm tin. Hoa Kỳ cấm nhập cảng dầu mỏ, khí hóa lỏng và than của Nga Hy vọng giá xăng ở Hoa Kỳ có khả năng giảm dần vào cuối năm nay. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật chống giết người không bị đưa ra tòa. CDC khuyến cáo công dân Hoa Kỳ không nên đến du lịch Hồng Kông hoặc New Zealand. Một số học sinh New York tiếp tục đeo khẩu trang đến trường. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới Hoa Kỳ trong phần được bày sau đây của sứ ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay đã cho biết là Hoa Kỳ cấm nhập cảng dầu mỏ, khí hóa lỏng và than của Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào hôm thứ Ba đã ra thông báo quyết định cấm nhập cảng dầu và khí đốt của Nga nhắm vào nguồn thu nhập chính của đất nước này vì cuộc xâm lược Ukraine. Theo Tổng thống Joe Biden, thì đây là quyết định giáng đòn mạnh vào cỗ máy chiến tranh của ông Putin đã được thực hiện khi giá khí đốt ở Hoa Kỳ tăng cao kỷ lục trong thời gian qua, bất chấp nỗ lực tháo khóa kho xăng dầu dự trữ của chính phủ Hoa Kỳ để tăng nguồn cung cấp. Chính phủ Anh đồng thời cũng cho hay là sẽ cưng nhừng nhập cản dầu và các sản phẩm dầu của Nga vào cuối năm 2022, trong khi Pháp tuyên bố không hành động chung với Hoa Kỳ và Anh quốc. Theo Bộ Năng lượng, tính đến tháng 12, thì dầu của Nga chỉ chiếm chưa đến 5% tổng sản lượng dầu của Hoa Kỳ nhập cản và cho thấy là Hoa Kỳ ít phụ thuộc vào năng lượng của Nga so với các quốc gia ở châu Âu. Tuy nhiên, thì các nhà phân tích dự đoán lệnh cấm nhập cản dầu của Nga có thể làm giá dầu leo lên mức cao chưa từng có trong lịch sử. Các nhà lãnh đạo của Ukraine cũng đã khẩn khoản đề nghị Washington và Tây phương cắt nguồn năng lượng nhập cảng của Nga từ khi quân đội của Nga tấn công Ukraine. Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi vào sáng hôm thứ Ba cũng đã cho hay Hạ viện sẽ bỏ phiếu về dự luật cấm nhập cảng dầu của Nga bất kể thông báo của Tổng thống Joe Biden. Theo công ty tình báo của Kepler, thì sản lượng dầu thô của Nga xuất cảng sang Hoa Kỳ vào năm 2022 đã giảm xuống đến mức thấp kỷ lục từ năm 2017. Theo cơ quan thông tin năng lượng thì Hoa Kỳ nhập cảng khoảng 700.000 thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga mỗi ngày. Hy vọng giá xăng tại Hoa Kỳ có thể giảm dần vào cuối năm, giới tài xế lái xe ở Hoa Kỳ tốn rất nhiều tiền mua xăng vì giá xăng trung bình toàn quốc tăng cao kỷ lục. Người lái xe tại California mua xăng với giá cao nhất là hơn 5 Mỹ Kim cho mỗi 1 gallon. Tại Mono California, giá xăng tăng lên 6 Mỹ Kim cho 1 gallon. Các chuyên viên tài chính của khối ngân hàng cho biết giá xăng dầu tăng vọt về nguồn cung cấp bị hạn chế sau cuộc xâm lược Ukraine của quân đội Nga và Hoa Kỳ đã công bố lệnh cấm vận để trừng phạt ngành lọc dầu của Nga. Ngân hàng đầu tư là UBS cho biết cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine làm giá dầu thô 7 ngày qua tăng hơn 30% là mức tăng cao lần thứ hai trong vòng 30 năm, chắc chắn tác động đến những nhà sản xuất, người tiêu thụ và thị trường dầu. Tuy nhiên, Hoa Kỳ ít bị phụ thuộc vào dầu của Nga so với Âu Châu. Theo David Kelly, giám đốc chiến lược toàn cầu của JP Morgan Funds, thì giá khí đốt có thể giảm vào cuối năm nay nhờ vào việc khai thác dầu đá phiến tại Hoa Kỳ và quyết định tăng nguồn cung cấp của những nước quốc gia thành viên OPEC. Giới chức của chính phủ Hoa Kỳ cuối tuần này gặp chính phủ Venezuela là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới tìm kiếm nguồn năng lượng khác ngoài nước Nga. Hoa Kỳ không hề băng giao chính thức với Venezuela từ năm 2019 vì chế độ cai trị độc đoán của ông Nicolas Maduro, tổng thống nước này. Mặt khác, giá xăng tăng cao có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ của người dân, bớt thời gian lái xe hoặc là chuyển sang sử dụng xe hơi chạy bằng điện. Kính thưa quý vị, Quốc hội của Hoa Kỳ thông qua đạo luật chống giết người không bị đưa ra tòa. Quốc hội của Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai đã thông qua một đạo luật là Anti-Lynching, lần đầu tiên coi tội ác thù hận chủng tộc là tội phạm của liên bang ở Hoa Kỳ và chuyển dự luật đến Tổng thống Joe Biden để ban hành. Nhiều năm qua, nỗ lực thông qua đạo luật Anti-Lynching Image nằm trong số 200 dự luật thông qua đã được ban hành để đòi thiết lập sự công bằng chủng tộc coi tội ác giết người vì thù hận là tội phạm của liên bang, cần được đưa ra tòa sáng phán xét xử ở Hoa Kỳ. Dự luật này mang tên thiếu niên da đen đã bị giết giả mang ở Mississippi vào năm 1955, đã trở thành vấn đề quan trọng đối với phong trào dân quyền. Theo lãnh tụ phe đa số của Thượng viện Chuck Schumer, thì thành viên của đảng Dân Chủ tại New York, thì Quốc hội Hoa Kỳ cuối cùng cũng đã thành công trong việc thông qua dự luật anti lynching sau hơn 200 lần thất bại. Dự luật đã cho phép truy tố tội phạm giết người hoặc là làm người khác bị thương vì thù hận và nguy cơ bị kết án tối đa là 30 năm tù giam. Hạ viện cũng đã thông qua một dự luật tương tự vào năm 2020 nhưng đã bị chặn ở Thượng viện. Và hồi tuần trước, Hạ viện cũng đã thông qua phiên bản sửa đổi và đã được Thượng viện thông qua vào cuối hôm thứ Hai. Các nhà lập pháp cũng nói rằng Lynchning là vũ khí được sử dụng lâu dài để khủng bố vì lý do kỳ thị chủng tộc nhiều thập niên để duy trì hệ thống phân cấp của người da trắng. Vì đại dịch Covid-19, CDC đã khuyến cáo người dân không nên du lịch tại các nước Hồng Kông hoặc New Zealand. Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC kêu gọi công dân không nên đi du lịch hai nước này vì số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt. CDC khuyến cáo công dân tránh du lịch thực ra tới 135 nước vì nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở cấp độ 4. Chỉ có chưa tới 30 nước được coi là cấp độ 2, tức là mức trung bình và thấp về nguy cơ lây nhiễm. Hồng Kông ghi nhận 25.000 người nhiễm và 280 người qua đời vào một ngày thứ hai. Trong một làn sóng, đại dịch tấn công hàng trăm viện dưỡng lão và người già không tiêm chủng vaccine. Hồng Kông ghi nhận tỷ lệ người tử vong trên một triệu người nhiễm COVID-19 cao nhất trên toàn cầu trong tuần qua, tính tới ngày 6 tháng 3. CDC đã ngay lập tức nâng Hồng Kông lên mức cấp độ 3 vào tuần trước. Kính thưa quý vị, một số học sinh ở New York tiếp tục đeo khẩu trang đến trường. Lần đầu tiên sau 2 năm, học sinh thành phố New York vào hôm thứ hai đã được phép đến trường mà không cần đeo khẩu trang, nhưng một số học sinh đã cho biết sẽ vẫn tiếp tục sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm coronavirus. Một số phụ huynh học sinh các trường tiểu học và trung học đã lo ngại việc dỡ bỏ lệnh buộc phải đeo khẩu trang là quá sớm, bất chấp tuyên bố của thị trưởng Eric Adams rằng thành phố đã đẩy lùi được sự lan tràn của biến thể Omicron. Theo số liệu của thành phố, thì chỉ có 52% học sinh trường công lập toàn thành phố đã được tiêm vaccine coronavirus đầy đủ, và 59% học sinh đã được tiêm ít nhất là một liều. Trường trung học ở Stuyvesant ở Lower Manhattan cũng đã có đến 93% số học sinh đã được tiêm chủng tỷ lệ cao nhất của thành phố và hàng chục học sinh cho biết là sẽ tiếp tục đeo khẩu trang Kính thưa quý khán giả và đến đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Sư ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha sẽ quay trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức liên quan tới Hoa Kỳ có thể nhập cảng dầu thô tại Venezuela như thế nào. Hay là WeWork đóng cửa văn phòng tại Moscow một tuần lễ sau khi họ từ chối và nói là không tiếp tục thị trường của Nga. Và một học trò 5 tuổi đánh cô giáo bị thương xảy ra ở tiểu bang nào tại Hoa Kỳ, cũng như giá tăng cao đe dọa thu hẹp thị trường xuất cảng cá cả gia trường của Việt Nam và con trai viên chức cao cấp ở Sài Gòn bị bắt với tội danh lừa đảo 1.8 triệu Mỹ Kim. Xin mời quý khán giả đón xem trên đài IBC.